đêm và công ty của mình sẽ không được nghỉ cuối tuần như những công ty của các bạn khác. Cho nên hôm nay là thứ hai đầu tuần thì mình lại được nghỉ. Giờ này thì mình mới ngủ dậy thôi, cũng hơi trưa một chút. Xong rồi bây giờ mình phải đi đến Cha La Phụ. Bên đây là Cha La Phụ, là mình đi mua đồ giống như là mình đi bên Việt Nam mình đi siêu thị vậy đó các bạn. Bây giờ mình sẽ giới thiệu một chút về tình hình dịch bệnh bên này thì mọi cái cửa hàng nó sẽ như thế nào nha. Mình sẽ cho các bạn xem một chút về việc mua sắm đi lại hay là mọi thứ ở bên Đài Loan hiện tại nha các bạn. Đây là cửa vào. Ở phía trước mình thấy có một cái bảng giống như là cái mẫu ID để like đó các bạn. Mình ở đó mình trước tiên vào thì mình phải dùng điện thoại để tra cái like đó, là mình ngày giờ, là mình tên gì, là trong cái thao mã nó đã có rồi. Xong là mình đi vào, mọi người ở đây sẽ nắm được cái thông tin là ngày đó là mấy giờ có người nào đến, như vậy người ta sẽ kiểm soát được. Đây bạn, đây là cái mình sẽ chụp cái like này. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong. Bây giờ là mọi thứ bắt đầu, người ta mở cửa rồi các bạn. Bên kia là cửa hàng ngày kìa, đây là cửa hàng dài. Bên Đài Loan bây giờ hiện tại thì nó đã giảm cái giãn cách xuống mức độ 2 rồi các bạn, là mình có thể đến mua và ăn tại chỗ, nhưng mà cũng phải giữ khoảng cách, một bàn khoảng chừng 2 người, và cũng phải giữ cái độ cách ly an toàn. Bây giờ ở bên Việt Nam, chỗ mẹ mình ở là ở miền Nam Việt Nam, tỉnh Trà Vinh, bây giờ hiện tại vẫn còn đang cách ly, và mà là cách ly đợt thứ 3 rồi các bạn. Bên đó bây giờ rất là nhiều, mỗi ngày thông tin là rất là nhiều. Còn bây giờ bên mình ở bên đây thì hiện tại rất là ổn, rất nhiều rồi các bạn. Nên bây giờ là tới giờ mở cửa. Gian hàng bên đây người ta trang trí cách cửa hàng rất là đẹp. Thank you.
trồng Ừ. Các bạn đây là mình chỉ có thể chồng vô cho Giang ạ. Này kìa, chào bạn xa. Mình có thể xem ở đâu trồng và xuất xứ ở đâu. Mình lần đầu tiên biết này các bạn, mình tới đây lâu như vậy chứ mình cũng không có biết rành gì mấy cái này. Mình chỉ biết mình cần những cái đồ dùng nào thì mình lấy thôi. Mình có thể xem như vậy các bạn. Này kìa. Mì lại khan à. Mình rất là thích ăn cái này các bạn. Đây là bánh mì khô đường. Còn đây là bánh mì lạc. Còn một loại mình rất thích nữa là bánh mì lát mà hương vị sữa tươi. Bánh vừa mới ra lò rất là nóng, rất là ngon các bạn. Lát nữa mình sẽ tới nha. Bây giờ mình sẽ đi quay một vòng cho các bạn xem. Video tiếp theo cho các bạn xem nha. Bye bye các bạn.